tôi. Tôi sẽ hỏi lại tên đầy đủ của cô. Tên tôi là Usopp, rất hân hạnh. Tôi là Nico Robin. Rồi, Nico Robin, công việc của cô là cái gì? Tôi là một nhà khảo cổ. Một nhà khảo cổ? Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên dữ vậy? Tôi theo nghiệp khảo cổ từ lâu rồi mà. Tôi hiểu, theo nghiệp từ lâu lắm rồi. Cây quái gì vậy? Sao nữa? Tôi trở thành một nhà khảo cổ và bị chính quyền thế giới truy nã từ năm lên 8 tuổi, kéo dài tới ngày hôm nay luôn. Trong suốt 20 năm vừa qua, tôi đã phải tìm cách giấu mình để không bị lộ diện trong xã hội này. Truy nã từ khi lên 8 hả? Và cô chỉ có một mình từ lúc đó tới giờ? Cũng không hẳn vậy. Một đứa trẻ không thể tự mình sống sót trên biển cả mênh mông này được. Nhiều năm qua, tôi đã làm việc cho nhiều nhân vật hung ác. Nó là một cách để bảo vệ bản thân mình. Song song đó, cách này còn giúp cho tôi đạt được mục tiêu của mình nữa. Chuyện là như vậy đó. Ý cô nói Rokodai chỉ là một trong số những người mà cô đã theo? Đúng vậy. Để phục vụ mục tiêu tới nơi có Rioponilip. Rio? Nó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc che giấu hoạt động của mình. Cho nên tôi sẽ rất có ích cho nhóm các cậu đó. Hả? Có vẻ như cô rất tự tin vào bản thân. Vậy cô có điểm gì đặc biệt không? Tôi biết ám sát. Đúng rồi, cuộc phỏng vấn kết thúc và đó là một người phụ nữ rất nguy hiểm, không ở đây được. Rồi có nghe tôi nói cái gì?